Hello cả nhà. Lâu rồi thì Linh không quay video. Mọi người có nhớ Linh không? Hôm nay thì Linh sẽ đi rank nha. Cái mức rank hiện tại của Linh là rank chó. Lâu rồi không chơi, không biết có ngáo không nữa. Mọi người nghĩ dịch sao rồi? Sài Gòn dịch đang ngất quá trời. Có ai khai giảng online chưa? Để coi bạn nét bạn nói gì nha. Có mà mình rắn chó mà mình vẫn gặp được hưu à? Này người ta gọi là hóng hớt nè. Mấy bạn đang nói về cái vụ mà đặt một cái gì đó nhưng mà nó hết rồi. Tiêm vaccine hết chưa? Linh thì Linh mới tiêm có một mũi à. Có nhiều người up video đi tiêm á, kêu lúc mà tiêm á không thấy, không biết luôn, rồi này cái kia, hầm không có nhà to nha. Thế nhưng mà cái lúc mà Linh đi tiêm á, kiểu khi mà cái kim nó vô người á, cái đau là biết cái đó luôn á trời. Cái gì ta? Bên tờ mới ha. Cái mũi kim nó vô người mà biết luôn á mọi người. Cái gì ghê hả? Cái gì mà chưa gì hai người mỗi người nửa tay rồi. Ghê đó, ghê đó. Kìa, có cái hình nhật nước kìa. 80 mấy à. Cái tầm nhiêu ta? Cỡ 1000 không? Mà chắc không đâu, nó phun cái giọt đó là chắc có vấn đề gì đó rồi đó. Mà sen bị quýnh vậy rồi sao ai có quýnh ta? Gọi điện thoại cho người thân để giúp để mình hiu bạn nha. Sẽ mong ở đây lát nữa còn đi cứu bạn bác tờ. Mấy cái thời gian chắc cũng không được nhiều đâu, mình như được 30% mà. Lâu rồi mấy người game mình game lão hết cả mình rồi. Nhân vật Panther với lại bác tờ chắc hơn những chưa chơi thử luôn. Không biết có gì hay. Mình thấy là như nhân vật nam mà Linh ít chơi đó. Linh còn chơi nhân vật nữ không? À mà có một cha mà nhân vật nam nhưng mà chơi Linh chơi được nha. Linh chơi em bom mở mọi người, người tẩm liệm á. Chơi Ellie cũng được nhưng mà không tự bức cú cho bản thân được, không hiểu sao. Không hiểu luôn. Nhiều vòng quá biết sao vậy.
đứa bốc máy đi. Bảy chín kìa. Bạn kia cai được 120 giây rồi đó. Ui, gục nhưng mà gục hai máy rồi. Sao vậy? Xem cứu nó là xong. Không biết Hồng ở đâu ta. Hồng hình như không có ở giữa mát. Trời ơi là trời. Cái gì vậy? Wait, excitement. Anh ta mang excitement mọi người ơi. Ảo ma. Mình nghĩ là lên đi. Hồi nãy không chờ ít tay mình rồi. Mắt tờ mở cổng được 50 mấy rồi kìa. Ui. Sẽ quay lại lên cúng mà xem được không ta. Được mọi người ơi, có thai đi vô thôi. bye bye Hunter. Bác từ bên kia chắc cũng mở xong cổng rồi á. Tại sao anh lại ở đây? Cái này không phải là đi ride rồi mọi người ơi. Cái này là giống như kiểu tình anh em á. Kiểu muốn thoát bốn á. Tham thì tham dữ trời. Nhưng mà ngay phía sau kìa. Ôi bảy máy rồi, chết rồi. Vô rồi. Đi nào mọi người. Enter, surrender luôn. Tự sát luôn. Cũng không có gì nặng lắm ha. Mọi thứ nhẹ nhàng quá trời. Hay là bạn bắt tờ bạn cai được. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Nhớ tặng Linh một like và một subscribe. Có gì mọi người comment ở phía bên dưới cho Linh biết nữa nha. Bye bye.